Không không giống như cái kia. Cũng dễ tập đúng chị? Hả? Dễ tập đúng không? Ừ, nhưng mấy đồng hình ạ. Dạ. Quen thì tập nó nhịp nhàng lắm. Chưa quen tay đấy. Cái này chị đã tập ở nhà bạn đây hả chị? Ừ, trước thì chị nhìn này bạn chị có cái nó khác. Dạ. Nó là cũng hai tay nhưng mà nó chỉ có bàn đạp nó còn nó dễ hơn.